Chào mừng quý vị và các bạn đến với ván đấu của hai danh thủ Thân Bằng và Hướng Ngân Xuyên. Trong ván đấu này, danh thủ Thân Bằng của đội cờ tướng Hà Bắc là người cầm quân đỏ là quyền đi trước, và danh thủ Hướng Ngân Xuyên của đội cờ tướng Quảng Đông là người cầm quân đen đi sau. Ván đấu được diễn ra vào ngày 20 tháng 11 năm 2009 tại Thành Đô. Trong ván đấu này, hai bên đã triển khai thế trận trung pháo cấp tấn trung binh đối với Bình Phong Mã, và danh thủ Thân Bằng đã có nước cờ cực hay khi mà anh đã phế xe. Sau đây là diễn biến của ván đấu, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.